lưỡi hả mẹ? Rồi, gia đình mình xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Mấy hôm nay nhà mình cũng đang phơi lúa giống đó cả nhà. Sáng anh Quân với lại mẹ cũng đổ mấy bầu lúa giống ra để phơi cho kịp nắng nè. Vì cái cũng tranh thủ lấy con khô trong tủ ra để nấu canh chua, mua mấy lọn rau nấu ăn cho nó nhanh gọn lẹ. Bữa nay anh Quân nấu canh chua hen. Bữa nay mình lấy con khô cá rúng trong nhà này cả nhà. Bữa nay mình nấu canh chua. Với lại còn một ít mình chiên, mình phân ra làm hai luôn. Con cá rúng này tại nó cũng bự, hai đứa nói là không biết đủ không, mà thấy đợt trước mình có ăn một con bự hơn con này nhưng mà ăn không hết, thì con này là nó cũng vừa gia đình mình cái bữa ăn sáng ngày hôm nay. Giờ một ít mình sẽ cắt ra mình nấu canh chua cơm mẻ với lại rau muống đồng với bông điên điển, còn một ít thì mình sẽ chiên mặn, mình không có áo đường, mình làm món mặn luôn. Rồi giờ bữa nay Quân nấu đi, Văn với Út với lại mẹ phụ bếp. Măng là caramel. Dạ. Út ơi, coi cái nồi canh chua này bằng nồi canh chua cá chẽm hổm không? Cá chẽm nào ta? Nào ta bữa Út nấu đó. Rồi ngoài ra thì Văn có chuẩn bị thêm mấy trái xoài nữa, chút xíu nữa mình ăn tráng miệng. Rồi Vinh Quân cắt con khô ra đi ha. Cắt khô ra. Con biển quá ngon chị hai ha. Sáng mình chơi sốc giang hả bạn? Dạ sáng con giọt đi chợ sốc giang mua mấy lọn rau muống nè. Rau này là rau muống đồng nè cả nhà. Nó cũng không được ngon lắm đâu nhưng mà nấu canh chua thì cũng ok. Đó, còn bên đây thì có mớ bông điên điển. Bữa nay mấy chú cháu cũng không có đi bẻ, nó đi mua luôn cả nhà. Có thời gian đó. Dạ. Rồi rau niêm thì mình có ngò ôm nè, ngò gai nè với mấy cọng quế. Rồi bạn có mua mấy trái xài. Xài chín nè. Xài chút xíu nữa gọt ra. Ký nhiêu con? Ký 15 ngàn đó quay. Dạ. Cây mình trái cây rẻ thiệt. Dạ. Cái đồng sau nhà ngoại là cắt gần hết hả mẹ? Đây, hết rồi, hôm qua là vét đồng nè. Vét đồng rồi. Con đồng này. Còn cái này, đồng này ở sau lưng, sau sát bên nhà mẹ nè cả nhà. Chắc kế một tình trở lại. Là lúa nó còn xanh, như cái miếng của ông ngoại là nó còn xanh hùm đó. Là sau cùng. Dạ. Vậy chắc vì sao cắt phải xanh rồi? Mình xả chết gì? Sao? Cái gì nó hột có chín cũng vừa hái. Vừa hái. Còn lúa trong nhà mình phơi là để làm giống hả mẹ? Để làm giống. Rồi có để lúa ăn chưa? Nè. Yeah. Lúa ăn rồi sao này ha? Dưới trong nhà còn lúa cũ mấy bao nữa. Ăn sợ không chừa lúa ăn cái rồi gạo mình ăn nhiều cử quá, quay phim làm nhiều cử quá không có tiền mua gạo cái gì. Nhưng mà nói mẹ không để lúa ăn là con hơi mệt. Mẹ là bao gạo mình là trước tới giờ luôn, cả chín ly cả ly luôn. Dạ. Cả nhà Út luôn. Nhưng nhà Út lâu lâu là mua gạo thô dẻo cho ông bà nội, chứ lúc mới về là mẹ có bao bốn nhà luôn đó. Dạ. Nhà luôn đó. Nhà mừng lúa mà. Tại vì bà nội ăn gạo cứng không được. Gạo thì ít khi nào thiếu lắm. Lúa lúc nào mẹ cũng chừa làm để dành ăn hết trơn. Năm nào cha nói cái câu này là nó chân ái lắm. Sao anh Quân? Lúc đó nói thôi cha giờ mình dí lúa lại mà để mình chài gạo ăn từ từ á. Ở quê mình thì chuột nhiều. Mà không lẽ vậy chứ, rồi thật sự là nó muốn lỗ luôn. Như chuột nó ăn nhiều khi để lại 10 bao, mình ăn lâu hàng ngày cái nó chuột nó cắn nhiều khi từ hai bao. Trong khi đó thì nói thôi giờ cha bán đi rồi mình mua gạo lại mình ăn, thì nó cũng đâu đó mình khỏi bảo quản rồi nước lên rồi nó không bị ngập, nó không bị hư. Cái cha nói rồi nếu mà cha mua gạo ăn rồi sao mà
Khải, thằng Ly đồ nó qua nó dám lấy gạo ăn. Tại cha cầm tiền đi mua gạo, thà cha để lúa vậy, cái nó ăn hao nhiều hao. Còn nhiều thì ở lại người ta trà, người ta đem lại kêu con cái rồi nó lại nó xúc gạo ăn, chứ giờ mình mua gạo rồi sao mà nó dám qua. Đúng rồi đó. Dạ, dân nông mình hồi xưa giờ là gạo không có mua, bây giờ cầm tiền mua thấy nhót lắm quá. Đúng rồi. Hồi đó con đi học Cần Thơ không vậy? Nói chung là mình dân xứ ruộng là đem gạo lên ăn thấy gì, sinh viên đỡ tốn tiền lắm. Chứ lây quay gạo mua cũng ký giờ mười mấy ngàn đó. 16 ngàn. Dạ. Là gạo ăn cũng bình thường ha. Bình thường chứ gạo ngon là 20 ngàn. Dạ. Con khô này hôm trước băng gửi đi nhưng mà bà con không có nhà băng đem về nè. Nhưng mà thấy còn êm quá anh Quân. Con lành luôn đó chứ. Đâu có gì đâu, đâu có vấn đề gì đâu. Không dám đem đi bán, tại vì vô bọc rồi cái mở ra không biết là nó có gì, mùi gì không. Cho nên là đem đi ăn đi. Cho mấy miếng tỏi lên mình chiên mấy miếng khô để mình nấu canh. Tỏi nó thơm, bây giờ mình cho khô vô mình chiên. Bẻ luôn hả? Bẻ luôn đi. Trời ơi. Tính hỏi con bẻ như thế nào mới dám bẻ. Út hỏi đồ biết, hỏi con làm cái gì. Út bỏ lá hả? Bỏ lá. À, dạ bỏ lá cho con khỏi. Thì dám hỏi phụ này hả? Phụ làm sao nấu vậy nha. Đầu bếp là không có quyền ý kiến, yêu cầu người ta sắc làm sao phải cho vô làm vậy. Vậy à. À đó, em cũng vậy thôi, giờ sắc làm sao phải làm vậy à. Quay lại hỏi nữa trời. Trời thiệt. Kiếm chuyện thiệt không? Có xương xương mình gấp ra trước, nó vừa vàng tới cái mình nấu canh chua. Còn cái phần này, phần thịt thì mình sẽ chiên cho nó vàng để thôi mình đang làm món mặn. Ui. Khô này ăn với lại cơm trắng với lại nước dừa anh không? Cơm trắng không là đúng không? Cắt hết được rồi anh luôn ha. Hết rồi. Rồi, chuẩn bị đặng qua mình nè. Nấu canh chua. Bên kia thì Út hay là mẹ gì đó đang luộc cơm mẻ cho anh, đang nấu cơm mẻ. Vậy luôn ha. À, ok. Hello chú Bảy, nãy giờ chú làm chuyện hả? Làm chuyện. Chú Bảy luộc cơm mẻ, ê quậy cơm mẻ lên cho anh Quang nha. Con làm coi được. Út vô nhà làm gì Út? Để cá mini trong nhà đó. Dạ. Dơ quá, nếu để chiều có oxy nhưng mà nó dơ quá sợ. Cá nó ngập chết rồi, mấy cá nhỏ. Mới đẻ nuôi cá nhỏ. Anh Quân nung củi bên kia nha anh Quân. Khô chiên cả nhện cho vô. Bây giờ mình nêm vô một ít đường đi ha. Cho nó khô, bắt đầu nó mềm mềm ra nè, nó muốn bả bả rồi đó. Giờ anh cho gạo vô đi, nêm nếm vừa ăn xong rồi. Gạo muống này bữa nay hơi nhiều. Mình cho vừa ăn thôi em. Cho vừa ăn rồi. Tại mình còn bông điên điển, ngoài gạo muống mình còn bông điên điển. Bữa nay Út lặt gạo muống bé quá ta. Dài không? Hơi dài. Không sao. Rồi. Nhân nó xuống đó mình cho thêm bông điên điển là vừa.
rồi, cái rau muống vậy là được rồi đó. Mình sẽ cho bông điên điển vô. Điên điển thì mình cho hết đi, cũng vừa hết lửa luôn. Điên điển mau hết vậy chứ. Dễ chín. Nếu mà nấu đặt đi bông điên điển không bắt tắt bếp xuống thì cái cho bông điên điển nó cũng vẫn chín. Bún rồi mình cũng chế nước sôi lên là mình ăn rồi. Mình vẫn nhấn nó xuống là được. Mất khô mình nó trơn rồi. Cạo lên anh Quang. Cạo như cạo lúa. Rồi cũng ngon lắm mà nha. Trời ơi, nói con này là chết rồi, đâu biết người ta nấu không ngon sao được em. Quá dữ luôn rồi. Quá dữ. Sẽ cho rau niêm. Ôi ôi, rau niêm bữa nay chuẩn bị nhiều ngon quá. Úc ơi, Úc. Úc không nghe đâu. Úc ơi, Úc thấy nồi canh chua này y gan của Úc và hỏ màu hay là ngon hơn hay là sao? Ngon hơn, tại vì có bóng màu bông điên điển hả? Xanh bông điên điển đó, nhận hơn. Trong đây là bây giờ mình sẽ cho thêm một ít tỏi phi. Sao ngồi bên kia thấy ngồi bên kia nấu im hơn, thấy này cũng bằng. Ngồi bên kia quay lại kìa. Cũng đâu kém cạnh Úc đâu, Úc cũng tỏi phi được, cũng nhận đồ dữ lắm. Nghe. Cái tay anh nhận mạnh hơn Úc, Úc cũng không nhận yếu xìu. Rồi bắt lên đen ngon ngoài để gục á. Cái màu nó xuống màu là thua Úc liền luôn á. Chết rồi, lẹ lên luôn. Lẹ lên để thua Úc nha. Thua Úc bây giờ nè. Để cho chín rồi nha cả nhà. Đem lên trên đi. Đừng ăn rất nhanh gọn lẹ á. Của cô Tiên cũng xong. Đây là khẩu phần của cô Tiên, con khô cá chê với lại hai cái trứng. Rồi bữa nay cha làm đầu bếp cho cô Tiên cũng êm lắm đó cô Tiên. Cô Tiên, của con nè. Của con nè. Ê, nóng con. Nóng. Trứng với lại cá, tí xíu nữa ngồi đi rồi mình lên ăn cơm với gia đình. Con thấy gì được không? Phần của con gì được chưa? Được không? Đủ phần không? Đó. Ngay cho cha ăn ké miếng trứng, cha khoái trứng. Hai cái lận đó. Ra. Muốn ăn dụng mà nóng, bị nóng á. Nóng. Rồi chuẩn bị đợi ngoại với mẹ hai. Rồi xong hết anh Quang. Rồi gia đình mình mời cả nhà ăn cơm. Rồi xin mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm sáng nha. Mời cả nhà ăn cơm canh chua cá rúng. Khô cá rúng. Khô cá rúng mình khỏi. Điên điển là đẳng cấp à. Ăn đi con. Chưa có nước tương. Chưa có nước tương hả? Con ăn thử trứng đi, tại vì niêm chính xác rồi con. Ăn đi. Ăn trứng với cơm cầm gì là vừa ăn đó con. Cái rau muống đồng mà nấu với con mẹ cái nó trắng tươi. Mùa nước nổi tới thì bông điên điển chuẩn bị nhiều lắm. Giờ muốn rau muống còn giòn phải không? Giòn. Ăn cái bột khô ơi. Cô coi mặn dữ không? Nãy tôi ăn không được á. Vậy ha, nãy em cũng có thử. Nó mặn không? Ăn cơm nóng bá cháy luôn. Có vị mặn nhưng mà cái mặn nó nếu mặn không thì nó sẽ mặn hơn ăn cơm vậy đó. Cơm trắng là dừa. Trắng là dừa. Ăn chung với cơm. Ăn với cục cá uống cô ăn cơm mà vừa, ăn không thì hơi mặn tí. Nhưng mà trời thịt nó vậy mà cắn miếng khô và miếng cơm hợp lý. Dạ. Yeah. Trong nhà mình bán thì cũng có mấy loại khô để nấu canh chua được. Mà để đặc sắc nhất á, là sẽ có khô cá dứa và khô cá rúng. Hai loại này thì nấu canh chua ăn là ngon. À, cái này chân đồ đã ra. Ha. Cái chân, gì? Chân gừng đó hả? À, chân gừng với thịt bằm đâu đó. Nó dày dày nè. Chắc êm ha. Anh Khải bữa nay nghỉ chiều có tiết mục gì tiếp Út con vé không anh Khải? Út cái này bị bớt nhậu rồi, bởi nhậu đâu có nhiều đâu tiếp được. Cười Út à, ha kìa. Cười là biết rồi không? À. Canh chua khô này thường mình hâm lại á, nó sẽ mặn thêm chút nữa, nó bã ra nhiều quá bác. Thì nó sẽ đậm hơn chút. Cô chiên
ăn món này là bắt cơm, lý do là nó mặn mặn buộc phải ăn cơm. Nhưng mà nấu cái canh chua là vừa ăn luôn nè, nó không mặn nữa. Con ăn gì cái múc thêm miếng cơm vô. Là vừa ăn. Nãy xài là úp gọt phải không? Mặn mặn ăn với xài cũng ngon lắm á. Cái ăn miếng cơm trắng với khô xong xuôi hết chén cái húp miếng nước canh này cho nó chạy tới đâu luôn trời. Chạy tới đâu không? Cái khô cá gúng mà mình đem đi nấu canh nó hết mặn rồi. Hết mặn rồi. Nấu lâu, em hôm nó cũng lâu lâu lắm. Anh nấu cho bả ra khỏi niêm muối nè. Nấu là... có ý là nấu khoan anh em. Nấu xong cuối cùng anh em. Thường nấu mình niêm luôn á, mà mình không có niêm muối thôi. Nấu canh khô khô là không cần niêm muối. Mình niêm luôn, niêm đường vô cho nó thấm luôn. Cái này Út thấy gì chứ buổi sáng á, hầm cơm lại thôi. Cái chiên lên một vài tảng gì nè, vài tảng mà nó khoảng vài miếng gì nè. Đó. Cái là làm một tô với nhiêu đó ăn dần bụng buổi sáng nè, khỏe lắm. Có năng lượng đi làm công việc liền. Buổi sáng mà ăn cơm là chắc nhất. Dạ. Nhất là ăn cơm chiên tới trưa luôn chứ chưa đói. Cơm chiên ăn lâu đói lắm. Đem theo phích nước đá trong xe nữa ha. Uống cà phê chứ đem theo phích chỉ. Giờ đường sao đi vô mua nước suối. Cái rau muống đồng nãy nấu chưa hết, còn lại mọi người có ăn gì nữa? Rau muống vẫn còn giòn ha. Chú Tiên nhắm ăn hết cá chê không con? Không được hả? Hai con, nãy con đó chị đi, mà sẽ làm đâu cho con. Từng sức cá chê quá. Khô này nó dày mà nấu canh chua rồi không như là gì mà còn hơi chút chút thôi. Dạ. Yeah. Một phần là nãy trước khi nấu mình ngâm xong rồi nấu thì em cũng nấu nó lâu lâu cho nó bả nước ra để lấy cái nước canh chua nó có cái vị khô đó. Cái nó hết mặn, bớt mặn. Xưa cá khô là mình chưa còn muối mặn cát luôn á. Dạ. Yeah. Bánh mình nấu muối ở ngoài luôn, nhất là cá lùi đùa á bạn. Dạ. Nấu muối ở ngoài á. Bắt buộc bạn, tại vì nó dày mà thịt dày mà. Bây giờ không có tủ lạnh bảo quản. Ừ. Mà bây giờ không được không. Dạ, yeah. Hết mặn. Nhưng mà nói về cô lù đù là cỡ nào cỡ phải mặn. Cái loại đó nó gì á. Nó muối ở ngoài luôn, nó muối luôn. Cái rau muống đồng mình nấu canh chua cỡ nào cỡ nó cũng giòn ha ba. Giòn. Hâm lại lần thứ hai cũng vẫn còn giòn á. Mì của nó là gì cái bởi nấu canh chua ngon. Dạ. Chắc mềm mà phải nấu lâu với lắm, nấu gục mềm nó mới mềm nổi. Chứ nấu sương sương dễ gì mềm ha. Hâm đi hâm lại rồi đó. Dạ. Anh thằng khoái ăn muống đồng nhất, con muống xanh ăn nó dai, rồi muống xanh chỉ ăn cái lá. Nó không giòn. Rau muống tàu thì mấy cái quán ăn người ta hay xào. Có một loại rau muống tàu ăn như muống đồng. Tàu bò hồi xưa. Dạ. Tàu xanh xanh đúng chắc rồi nó cũng trắng xanh về mà được cái cộng mặt như muống đồng thì mình nó màu trắng màu xanh. Cái loại đó như cha nói cái lá nó cũng bự bự chứ không phải lá. Lá nhỏ này nó bình. Cá bự. Nó dài mất giống đó ha. Lá còn phải lợi chồng. Phải giống rồi. Muống tàu mà nó bò. Gọi là tàu bò. Tàu bò. Trồng với mướp nước tép á. Cái trồng nó mập bự như kia đúng không? Đồ uống nó cũng ngon đó. Lớp đen ở dưới các bạn. Bỏ dài. Tập trình á. Cũng trồng quá trời tốt, giá tăng á. Ăn sống cũng ngon. Lên tới chảnh mua đó. Mưa qua cái sò tương á, cánh tương á, xương hộp. Chân giật cơm ngon ốc nó cho mẻ. Gì tên? Cắn hoài không đứt. Cái con cá chê bữa nay mẹ lấy bự. Phải cắt làm hai cha chiên đó. Bởi vì cái lớp mà cái chỗ cái bụng đó ba, nó hơi dai. Hơi ớt á.
Giòn thì con ăn với cái lưng á, con đừng ăn với cái bụng bụng. Giòn con ăn cái này giòn nè. Ừ, cái này cũng giòn rồi đó. Giòn thì nó hăng mắt mắt. Cha thích cá chê ăn trúng cu tiên đây. Nãy không thấy con cá bự với trứng. Cha ngán mùi mùi nghệ. Nước canh ngon quá. Nước canh ngon quá. Đây. Xin miếng. Em đờ ghét vô đây cho. Ờ, đó đờ ghét luôn. Miếng nhỏ mới chịu. Ừ. Bữa nay nấu canh chua ngon dữ vậy trời. Bạn nấu ai? Bây giờ là biết ông kêu nay nấu không? Nãy nấu con nóng rồi không? Nghe rồi. Con nghe rồi. Nhà mình giờ không nói đâu phát hiện tính băng nấu không hút. Bằng nấu không? Chuyện nghề quá trời chuyện nghề. Kêu ai nấu cũng là giao công thức như vậy vậy đó hỏi không? Công thức dán trên cây dừa. Không nói rồi, công thức dán trên gốc dừa. Mà không phải ai cũng đọc được đâu nghe, nhìn vô thấy cây dừa không à. Như anh Khải là đọc không được đó. À, thấy cây dừa không đâu có công thức đâu. Tại bữa hôm em thấy chiên trứng khét ngẹt là em biết là đọc không thức được. Dừa ngày nào cũng ra hết trơn mà chiên trứng khét ngẹt là biết không có cái tần số giống nhau rồi. Bởi vậy nhìn đâu có thấy đâu, phải cùng tần số nhìn nó mới thấy cái công thức trên cây dừa. Đúng. Giống như củ âm chân kinh vậy đó. Gì con? Ờ con vét hết chén cơm đi rồi nghỉ con. À, hết chén cơm. Mày hai đút đi. Đi, cho mau. Tiên kêu là kêu liên hoàn cước luôn á. Mẹ mẹ, cha cha. Mẹ cha. Nhầm bữa nó kêu không nghe cái nó kêu. Cha cha mẹ mẹ. Kêu một cái liên tục. Nó không kêu nghe là lấy cái cà mình lấy tay mình chém luôn. Tin kêu làm sao mà ông ngoại nói tin kêu gấp đôi không? Ông ngoại, bữa hổm con kêu cha mẹ rồi con tự cười luôn á, nhớ không? Con kêu mà gấp đôi mà con kêu hai người ăn lượt, con kêu làm sao mà con tự cười luôn đó. Cha mẹ. Ông ngoại cô tin nói ở nhà đâu có ai nói chuyện gặp đôi gì đâu, sao cô tin nói chuyện gặp đôi. Ông ngoại có kêu gặp đôi luôn không tin? Có chứ. Ông ngoại. Không bao giờ kêu một tiếng. Tiên kêu được có hai tiếng. Ngoài. Nó lẹ liền kẹo với nhau. Món này ăn cần ngủ trưa không? Quá trời. Chắc phải ngủ trưa nghe không? Không ngủ trưa được. Cha. Gì con? Hồi nữa đi học quá cha. Ờ. Cha đi mua cây thước cho con đi. Cây thước con mắc rồi. Cái gì hả? Dạ. Dạ. Có kìa. Con... mẹ có cây em cây thước nhỏ nên để mẹ cho. Mình đưa thầy đã đi rồi chiều mình học xong buổi rồi mình hãy đi vô chợ mua. Đúng không con? Được không con? Vậy nha. Học xong buổi đi vô chợ. Buổi trưa chưa học rồi.